đi. Đây là món thịt quay này. Món thịt quay hấp dẫn này. Nhờ làm. Món thịt quay hấp dẫn này. Hôm nay là ăn gì? Cá dứa này. Tuyệt vời này. Canh cá. Cá thì là thịt kho tàu à hay là gì? Quá tuyệt vời. Cá hồi này khoảng 1,5 kg này, chia làm mấy phần ra thêm chiên cá chiên xong rồi đây. Nhiều hơn phải không? Còn nữa. Cái này nữa. Rồi, em ơi. Nửa ký. Măng cụt. Sầu riêng à? Lịch bỏ lịch. Nghe bơ sợ. Gót, người ta gọi luôn. Yeah.